Một đôi nam nữ điều khiển xe mô tô đang lưu thông thì va quẹt với một xe máy khác dẫn đến xe mất lái rồi xảy ra va chạm với xe cảnh sát 113 khiến bị thương nặng. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 53 thuộc địa phận xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô vừa xảy ra tại dốc cầu vượt Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do một ô tô lưu thông theo hướng từ cầu Sài Gòn về vòng xoay Điện Biên Phủ thì bất ngờ di chuyển chậm vì phát hiện phía trước có phương tiện gặp sự cố. Đúng lúc này, 3 chiếc ô tô khác đang chạy cùng chiều phía sau không kịp thắng, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô. Tại hiện trường, 3 ô tô bị hư hỏng nặng. Hơn 500 người bị hại với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 476 tỷ đồng. Đây là nội dung mới trong bản cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố bị can Phạm Thanh Hải, sinh năm 1966, chủ trang mạng xã hội hoclamgiau.vn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Phạm Thanh Hải đã tổ chức các cuộc hội thảo thành lập trang mạng hoclamgiau.vn, tự giới thiệu bản thân là tiến sĩ, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh nhằm thu hút đầu tư cho các dự án. Với mức lãi suất hứa hẹn lên tới 40-50% một năm, các lãi ngay khi nộp tiền, chưa có hoạt động kinh doanh, đồng thời chi từ 2-10% tiền thưởng cho người kết nối môi giới hợp đồng mới. Trong vòng một năm, bị can đã huy động được hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ một phần rất nhỏ trong đó được đem đi góp vốn. Hiện Phạm Thanh Hải mất hoàn toàn khả năng thanh toán. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra truy tìm đối tượng chặt hơn 300 cây cà phê sắp cho thu hoạch của một hộ dân ở xã Hòa Thắng. Ước tính thiệt hại ban đầu của gia đình nạn nhân là khoảng trên 40 triệu đồng. Được biết, đầu năm 2017, gia đình này cũng đã bị kẻ gian chặt phá gần 100 cây cà phê khác. Hàng ngàn hội viên hội nông dân của thành phố Cần Thơ hết sức bức xúc vì nghi ngờ sập bẫy lừa của một số đối tượng. Lợi dụng chủ trương việc làm thẻ hội viên của hội nông dân thành phố Cần Thơ, các đối tượng này gợi ý đóng tiền làm thêm tấm bản tri ân với giá vài trăm ngàn đồng. Điều đáng nói là những tấm bản tri ân này không có giá trị pháp lý nào. Ông vợ đến nhà thông tin ấp để chụp ảnh làm thẻ hội viên hội nông dân miễn phí. Lúc này có hai đối tượng gợi ý ông làm thêm tấm bản tri ân nhân kỷ niệm 87 năm thành lập hội. Tưởng người của hội, ông đã đồng ý nộp tiền 250.000 đồng nhận tấm bản này. Còn thẻ hội viên đến nay vẫn không thấy mặt. Thì kêu đưa trước cái bản này, rồi cái thời gian sau trình ký gì đó, rồi mới đem xuống cái thẻ hội viên sau. À, vậy đó. Nhưng mà đến giờ 4 tháng cũng chưa có thể hội viên thì cũng thấy mình cũng đâu biết sao giờ. Không chỉ ở huyện Phong Điền, hơn 6.000 hội viên hội nông dân ở thành phố Cần Thơ cũng không nhận được thẻ hội viên. Thay vào đó, bà con phải bỏ ra từ 250.000 đến 350.000 đồng để làm những tấm bản như thế này. Điều đáng nói là trước khi làm thẻ, bà con đều nhận được giấy mời từ lãnh đạo các cấp hội nông dân. Đưa thơ mời là hội viên làm thẻ thì tôi chỉ có trách nhiệm là đi mời hội viên làm thẻ thôi. Tôi đâu có biết cái gì khác, cái vấn đề lừa hay là không lừa. Mình nghĩ là trong mà cán bộ công nhân rồi trong hội rồi này kia nọ chứ đâu nghĩ nó là lừa gạt mình vậy. Theo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, cuối năm 2017, hội có liên kết với công ty cổ phần quà tặng Mường Thanh tổ chức mua quà tặng cho các đại biểu nhân đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Phía công ty có hứa là sẽ chụp ảnh làm thẻ miễn phí cho nông dân. Do mẫu thẻ có nhiều điểm không phù hợp nên đến nay vẫn chưa thể cấp cho hội viên. Hội nông dân thành phố sẽ quyết liệt cùng với công ty Mường Thanh để mà khắc phục để cho bà con mình có thẻ trong thời gian sớm nhất. Riêng với trường hợp công ty cổ phần quà tặng Mường Thanh thu tiền người dân để làm bản tri ân, Hội nông dân thành phố Cần Thơ cho biết sẽ làm việc lại với công ty này. Tinh thần là không để công ty lợi dụng danh nghĩa của hội để thu lợi bất chính. Một khi chúng ta giảm cân rất nhiều, rất nhanh và rất đột ngột thì khả năng chúng ta bị đối diện với một số các cái nguy cơ bệnh tật. Và những biểu hiện giảm cân này nó chính là những biểu hiện của bệnh đã xuất hiện. Ví dụ như là chúng ta bị đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, hoặc là có khả năng chúng ta bị mắc một số các cái bệnh mãn tính âm thầm ở bên trong mà nó đã dẫn tới cái sự suy giảm chức năng của cơ quan. Ví dụ như là có thể chúng ta đã bị mắc suy thận vì những bệnh lý nào đó dẫn đến cái suy thận ở những cái giai đoạn cuối, hoặc là chúng ta bị suy gan ở giai đoạn cuối. Bên cạnh đó, việc giảm cân đột ngột và nhanh có thể là một trong những dấu hiệu của một bệnh lý ác tính. Ví dụ như các bệnh lý ung thư ở các bộ phận khác nhau ở trong cơ thể. Trong trường hợp chúng ta có mục tiêu cần phải giảm cân vì lý do là chúng ta có một số các bệnh lý hoặc là nguy cơ bệnh lý sẽ đến khi chúng ta bị tăng cân quá mức, hoặc là vì lý do nghề nghiệp, chúng ta hãy tuân thủ một số nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải giảm cân từ từ, và thời gian giảm cân từ từ sẽ được tính trong thời gian vào khoảng 6 tháng.
Và theo khuyến nghị thì mỗi tuần không nên giảm cân quá 1 kg, tốt nhất là chúng ta giảm 0,5 kg một tuần. Mục tiêu thứ hai đó chính là mục tiêu cắt giảm năng lượng và các chất dinh dưỡng sinh năng lượng, và mức độ là chúng ta nên giảm vào khoảng 10%. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý chất bột đường dù có giảm thế nào chúng ta cũng không nên ăn ở mức dưới 100g chất bột đường quy ra thành gạo một ngày. Trong trường hợp chúng ta ăn dưới 100g chất bột đường một ngày thì điều này rất nguy hiểm. Lý do là bởi vì sẽ dẫn đến tình trạng ketosis và có thể dẫn tới các cái rối loạn chuyển hóa. Cần phải loại bỏ ra khỏi chế độ ăn của mình những thực phẩm nào rất là nhiều chất béo, nhiều chất đạm. Thay vì chiên xào thì chúng ta sẽ chuyển sang nướng hoặc là hấp, tăng thêm rau và các loại củ có ít năng lượng và ít chất béo cũng như là ít đường ở trong nó. Trái cây chúng ta cũng cần điều chỉnh để tăng lên so với khuyến nghị bình thường, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều trái cây, đặc biệt là các loại trái cây ngọt, có nhiều bột và có nhiều đường. Và tiếp theo thì chúng ta bắt buộc phải cắt giảm và loại khỏi chế độ ăn của mình các loại nước uống có ga, các loại nước ngọt và các loại thực phẩm mà có bỏ thêm đường. Chúng ta không nên ăn khuya. Chúng ta phải tăng cường vận động thể lực, và để đạt được mục tiêu giảm cân luôn luôn phải kết hợp giữa chế độ ăn và chế độ vận động thể lực.